Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin qua tình đốm. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin đặc biệt về tình hình căng thẳng và nguy hiểm tại Biển Đông giữa Trung Cộng và Việt Nam do nhà báo Phạm Trần thực hiện. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, một lần nữa tôi xin trình bày với quý vị về những cái biến cố ở Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Cộng Thưa quý vị, lời đầu tiên tôi có thể thư chuyện với quý vị là cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Cộng rất có thể xảy ra bất cứ giờ phút nào ở trên Biển Đông. Ở cái khu vực mà giàn khoan được gọi là Hải Dương của Trung Cộng đã được đưa vào vùng biển của Việt Nam, tức là trong cái khu vực thềm lục địa của Việt Nam. Thưa quý vị, cái vùng đặc quyền kinh tế này là chiều dài từ bãi biển ra ngoài vùng biển là 200 dặm, tức là 320 cây số. Thưa quý vị, cái vị trí giàn khoan dầu của Trung Cộng hiện giờ nằm ở vị trí vào khoảng 130 hải lý, tức là vào khoảng 208 cây số cách bờ biển của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, trong vài ngày vừa qua, ít nhất là 80 chiếc tàu của Trung Cộng lớn nhỏ, kể cả 7 tàu của quân sự, trong đó có một tàu chở giàn hỏa tiễn tấn công và một tàu tấn công tuần tiêu đã quy tụ ở khu vực đào dầu của Trung Quốc. Ở trong một cái khu vực vào khoảng 16 cây số vuông thưa quý vị, vào 16 cây số vuông để ngăn chặn các tàu cảnh sát biển của Việt Nam và những cái tàu kiểm ngư của Việt Nam tới đó. Và họ đã có những cái cuộc cuộc đụng độ bằng cách là các tàu của Trung Cộng đã tấn công thẳng, tức là đã đâm thẳng vào một số tàu của Việt Nam cũng như đã xịt vòi rồng bằng một cái sức nước rất mạnh để ngăn chặn các tàu của Việt Nam không được đến gần. Và thưa quý vị, rất may là do cho đến giờ này chưa có bất cứ một người nào bị thiệt mạng từ phía Việt Nam. Tuy nhiên các viên chức Việt Nam trong một cuộc họp báo tại Hà Nội vào sáng ngày hôm nay tức là ngày mùng 7 tháng 5 thưa quý vị. Họ đã nhìn nhận là có 6 người kiểm ngư của Việt Nam đã bị thương do những mảnh kính vỡ hay là bị nước tạt vào rất mạnh từ phía tàu của Trung Cộng. Và đôi khi các cái tàu của Trung Cộng đã đâm thẳng vào tàu của Việt Nam. Thưa quý vị, tổng cộng có ít nhất là 6 lần tàu Trung Cộng đã làm như thế trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 thưa quý vị. Đấy là theo các lời lời của các viên chức họp báo ở tại Hà Nội. Họ cho rằng tàu của Trung Cộng đã khiêu khích. Tuy nhiên, họ xác nhận là mặc dù đã bị tấn công, đã bị khiêu khích và đã bị đàn áp như thế nhưng Việt Nam vẫn giữ cái thái độ đấu tranh hòa bình và cương quyết bảo vệ cái lập trường của Việt Nam là bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền lãnh thổ bằng mọi cách. Vâng thưa quý vị, trong khi mà các cái tàu hải quân cũng như là tàu kiểm ngư của Trung Quốc tấn công các tàu Việt Nam, thì phía Việt Nam cho biết là nhiều máy bay của Trung Cộng đã bay sát xuống các tàu của Việt Nam để đe dọa và họ cho rằng đã có lúc các cái tàu của Trung Cộng và máy bay của Trung Cộng đã đi vào khu vực chỉ cách cái đảo Lý Sơn vào khoảng từ 50 tới 60 dặm thưa quý vị tức là 50 tới 60 hải lý tức là rất gần thưa quý vị thưa quý vị điều này chứng tỏ là Trung Cộng không có coi chủ quyền Việt Nam ở cái vùng biển này như thế nào ra sao thưa quý vị và thưa quý vị có một điều đặc biệt là trong cuộc họp báo này các viên chức của Cộng sản Việt Nam đã xác nhận là trong cuộc điện đàm giữa ông Bộ trưởng Ngoại giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh với ông Dương Khiết Trì ngày hôm qua như tôi đã thư chuyện với quý vị. Kết quả là ông Dương Khiết Trì đã bác bỏ tất cả những cái lời yêu cầu của ông Phạm Bình Minh và ông Dương Khiết Trì cho rằng tất cả những cái khu vực ở trên Biển Đông mà hiện bây giờ Trung Quốc đang thăm dò là thuộc chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Điều này chứng tỏ cho thấy là Trung Quốc không có ngần ngại để mà đàn áp Việt Nam trên cái mặt trận thực tế, có nghĩa rằng là họ tiếp tục họ đi vào vùng biển của Việt Nam mà họ cho rằng đó là vùng biển Nam Hải thuộc ở trong cái khu vực được gọi là đường lưỡi bò. Đường lưỡi bò này thưa quý vị đã bao bọc 3 phần 4 diện tích trên 3 triệu km số vuông của biển Đông và điều này chứng tỏ là giờ đây Trung Quốc đã đưa tất cả các cái lực lượng quân sự cũng như các tàu kiểm ngư và tàu giám sát và tàu ngư dân có võ trang thưa quý vị đã được đưa đến vùng biển này để mà bảo vệ cái giàn khoan của họ. Theo các viên chức Việt Nam thì trong khi các cái tàu của Trung Cộng đã tìm cách tấn công vào các tàu Việt Nam thì các họng súng Đại Bác cũng như các giàn hỏa tiến ở trên các cái tàu quân sự đã được tháo bỏ những cái bọc ni lông để sẵn sàng chiến đấu, để sẵn sàng nhả đạn vào các tàu của Việt Nam tuy nhiên các viên chức việt nam xác nhận cho đến giờ này quân đội của cộng sản việt nam và đặc biệt là hải quân việt nam chưa có bất cứ một cái hành động nào có một cái điều nữa là thưa quý vị cho đến giờ này chưa có bất cứ một cuộc liên lạc bằng đường dây nóng nào giữa tổng bí thư của hai đảng cộng sản việt nam ông nguyễn phú trọng và ông tập cận bình và điều này đã được ông phạm bình minh đề nghị với ông dương khiết trì tuy nhiên ông dương khiết trì không có trả lời và thưa quý vị cái tình hình ở Biển Đông cho đến giờ này rất là nguy hiểm và các viên chức Việt Nam xác nhận là cứ mỗi ngày có hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ đã đi đến cái khu vực tìm kiếm dầu hỏa của Trung Quốc. Tuy nhiên họ cho rằng cho đến giờ này cái giàn khoan của Trung Quốc chưa có hoạt động nhưng mà họ tin là sẽ hoạt động trong một ngày gần đây. Cái điều đặt ra là nếu cái giàn khoan này không có di chuyển khỏi khu vực ở thuộc quyền đặc quyền kinh tế của Việt Nam tức là nằm sâu trong nội địa của Việt Nam chỉ cách cái bờ mà được gọi là đặc quyền kinh tế đó có 80 hải lý thôi quý vị thì cái điều này sẽ xảy ra, liệu Việt Nam có phản ứng mạnh mẽ hay không? Việt Nam nói rằng chúng tôi sẽ làm mọi cách và chúng tôi cương quyết bảo vệ lãnh thổ, chúng tôi không thể nào nhịn nhục được mãi và bắt buộc chúng tôi phải có những cái hành động để bảo vệ chủ quyền của chúng tôi. Thưa quý vị, chúng ta cũng hy vọng như thế và chúng ta hãy chờ đợi xem trong 48 giờ đồng hồ nữa hay là một tuần lễ nữa khi mà cái giàn khoan của Trung Cộng bắt đầu hoạt động, Việt Nam có phản ứng gì không? Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.